Sáng nay ngày 13 tháng 12, Viettel chính thức khai trương thử nghiệm dịch vụ 5G tại Đà Nẵng. Đây là địa phương thứ 2 của miền Trung và là địa phương thứ 16 trên cả nước có sóng 5G Viettel. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và các sở ban ngành liên quan. Mạng 5G thử nghiệm tại Đà Nẵng được sử dụng công nghệ mới do Samsung cung cấp. Đây là công nghệ 5G hiện đại nhất hiện nay, với khả năng truyền dẫn trong các khu vực đông dân cư và tắc nghẽn, giúp mở rộng độ phủ và tăng tốc độ dữ liệu để nâng cao trải nghiệm cho người dùng 5G. Ngay từ thời điểm này, người dân Đà Nẵng có thể trải nghiệm mạng 5G Viettel ở tất cả các khu vực, đường Bạch Đằng, đoạn từ khách sạn Novotel đến bảo tàng Điêu Khắc Chăm. Viettel ưu tiên xây dựng hạ tầng 5G tổ chức khai trương sớm nhất, đồng thời có kế hoạch mở rộng vùng phủ 5G tới khu vực trọng điểm của thành phố, hai khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao, tạo điều kiện sẵn sàng triển khai các nền tảng số, mở rộng không gian phát triển cho ngành thông tin truyền thông tại thành phố Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn gửi lời chúc mừng cho sự kiện khai trương và trải nghiệm mạng 5G Viettel ngày hôm nay. Qua đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cũng nhấn mạnh, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn cần ưu tiên phát triển tại Đà Nẵng. Vì vậy, đề nghị Tập đoàn Viettel ưu tiên nguồn lực đầu tư trên địa bàn thành phố, phấn đấu trong năm 2022 có 30% và đến năm 2025 cơ bản 100% khu vực thành phố phủ được sóng 5G mạng Viettel, đồng thời triển khai nhiều ứng dụng thông minh trên nền tảng 5G. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ sự tin tưởng việc triển khai phủ sóng và cung cấp dịch vụ 5G của Tập đoàn Viettel tại Đà Nẵng sẽ góp phần thúc đẩy việc kết nối đến mọi người dân với băng thông tốc độ cực cao, từ đó tạo điều kiện để chính quyền cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, giúp thành phố Đà Nẵng triển khai thành công phát triển và hình thành nền kinh tế số, công dân số.